Mình sẽ dùng con BlackBerry này gọi sang con BlackBerry này xem được không. Gọi nào. Ôi trời ơi. Nhiều bên nói quá các bạn ạ. BlackBerry bị khai tử, BlackBerry biến thành cục gạch. Chính Huy Thành cũng nói mà. Chính bản thân mình ở trên TikTok cũng đã từng chia sẻ vấn đề này và rất là tiếc khi mình đã phải xóa video đấy đi. Cái sự khác biệt giữa những người làm content sạch và những người làm content không sạch ấy, nó nằm ở cái việc là nếu sai mà nhiều view thì vẫn phải xóa đi. Tác hại đấy. Và đây chính là hai sản phẩm BlackBerry đời cũ. Hôm nay đã là ngày mùng 5 tháng 1, có nghĩa là hẳn một ngày sau cái thông báo là sẽ ngừng hỗ trợ. Vậy chúng ta sẽ cùng xem rằng có thể gọi điện, nhắn tin, lên wifi được ở trên những chiếc điện thoại BlackBerry cũ này hay không. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relab. Để mà tìm được sản phẩm này thì không khó đâu. Các bạn lên rất là nhiều những trang mạng cũng như là các group ở trên Facebook thì các anh em cũng có chia sẻ rất là nhiều. Chỉ có một điều là không biết bây giờ các bạn dùng những cái sản phẩm này nó còn được bảo đảm với cái sự uy tín hay không. Thì mua hàng cũ thì các bạn phải chấp nhận thôi nha. Và nhất là khi mà chúng đã không còn được hỗ trợ từ ngày 4 tháng 1 đến từ BlackBerry nữa rồi thì các bạn nên cân nhắc thật sự với những sản phẩm này. Tất nhiên là với những sản phẩm BlackBerry trên Android như kiểu là Key 1, Key 2 hay là BlackBerry Prip chẳng hạn thì các bạn vẫn sẽ được hỗ trợ ok. Và lời khuyên của mình á, các bạn mua những cái máy này về dùng chỉ gọi là để sưu tầm hay là nghe gọi nhắn tin cơ bản mà thôi, chứ đừng mưu cầu quá là nhiều của chúng. Nếu mà các bạn dùng điện thoại BlackBerry thì ít nhất cũng phải dùng những cái máy Android, mà không dùng BlackBerry thì cũng có rất nhiều những sản phẩm khác để cho các bạn có thể lựa chọn. Cá nhân mình tham khảo ở riêng Việt, ví dụ như là chúng ta sẽ có chiếc Galaxy S21 FE 5G có chương trình pre-order của chúng ta từ ngày mùng 4 tháng 1 đến ngày mùng 10 tháng 1 với cái bộ quà tặng lên đến 7 triệu đồng trả góp 0% qua công ty tài chính. Các bạn hoàn toàn có thể đặt trước ngay từ bây giờ. Tất cả đường link liên quan đến sản phẩm S21 FE 5G ở Di động Việt mình sẽ để ở trong đường link ở phần mô tả, và đây cũng sẽ bán những sản phẩm iPhone. Thế nên thích gì mua đấy thôi. Ok, dài dòng quá rồi thì thôi chúng ta cứ mở cái phần about ra để cho các bạn xem về cái phiên bản phần mềm con này là như nào. Với BlackBerry Q20 chúng ta sẽ có BlackBerry 10. Đây là phiên bản 10.3.3.2129 và nhiều khả năng đây sẽ là phiên bản 4.1.0. Thì mình xin gửi là cảm ơn chân thành đến anh Lê Vũ. Các bạn nào mà ở Hà Nội mà đã biết đến những cái tên như là Quang 3G hay là Lê Vũ thì các bạn đều hiểu rằng đây là những người đã từng buôn những dòng điện thoại BlackBerry vô cùng đình đám tại Hà Nội. Và bây giờ thì mặc dù anh Lê Vũ không còn buôn BlackBerry nữa, anh đã chuyển hẳn sang để làm một cái mảng khác, đó chính là sản xuất tai nghe Velasboot, sản xuất cáp sạc, cục sạc dành cho iPhone đạt chuẩn MFI Velasboot nha. Thì anh vẫn rất nhiệt tình là hỗ trợ cho mình mượn hai sản phẩm này, mượn đó nha. Hàng sưu tầm làm hỏng của anh thì chết đấy. Đã có khá là nhiều những cái lời ra tiếng vào liên quan đến việc là các bên VTV24 rồi là này nọ các thứ giật tít ác quá, bảo là sau cái ngày này thì nó đã biến thành cục gạch như mình nói phía trên. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng test xem từng thứ một để xem rằng là hai chiếc điện thoại này liệu là nó còn vào được wifi, nghe gọi nhắn tin được hay không, hay đơn giản nó đã biến thành những cục gạch rồi. Mình nhắc lại các bạn một chút này, ở trong cái thời điểm mà BlackBerry đưa ra cái thông báo ấy thì nó có một cái dòng là họ không chắc chắn rằng những cái sản phẩm BlackBerry còn có thể được hỗ trợ những tính năng như gọi điện, nhắn tin hay thậm chí là gọi SOS một cách hoàn toàn ổn được nữa hay không. Và chính Huy Thành đã nhắc đến điều này rồi, chứ không phải là nó không nói đâu. Nên các bạn nào xem qua thôi thì đừng có trách nó nha. Huy Thành cũng đã giải thích rất là rõ rồi. Ở đây thì mình đã kết nối sẵn với Wi-Fi Navi Media rồi, nhưng mà mình sẽ kết nối lại cho các bạn xem rõ luôn là hiện tại nó còn kết nối được với mạng hay không. Đây là cái mạng công ty thứ hai của mình, công ty cổ phần Navi. Đó, các bạn thấy. Đấy, vào được luôn các bạn ạ. Bây giờ sẽ cùng test xem rằng có thể là vào được mạng hay không. Ở đây mình sẽ có một cái app là YouTube này. Chúng ta cùng vào YouTube coi. Đó. Vẫn bình thường nha. Lướt xuống thế nào. Đây. Xem video YouTube bình thường luôn. Một khi đã xem video rồi thì chắc chắn là vẫn có thể dùng. Đấy, quảng cáo Lazada luôn. Chán thế đấy. Thì vậy là coi như đã có thể sử dụng được Wi-Fi một cách bình thường nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành một bước khác, đó là mình sẽ tắt Wi-Fi đi. Và mình sẽ sử dụng dữ liệu di động. Mở Mobile Network thì ở đây đã mở sẵn rồi. Chúng ta sẽ có thể lựa chọn giữa 2G, 3G và 4G. Thì hiện tại những cái chiếc BlackBerry Q20 vẫn hỗ trợ 4G nha. Thế nên là mình sẽ sử dụng 4G đã được đăng ký sẵn cho mình. Và bây giờ mình sẽ thử vào YouTube tiếp xem có xem được video hay không. Lốt được luôn mọi người ạ. Và vẫn là quảng cáo của Lazada. Bực mình tê cơ chứ nhở. Đó. Vậy như vậy là test sơ sơ thôi thì cái chiếc BlackBerry Q20 đời mới chạy BlackBerry 10 thì vẫn có thể vào được YouTube và sử dụng Wi-Fi 4G một cách bình thường. Các bạn thấy này, sóng viết theo sóng 4G hiện phà phà luôn. Ok, và tiếp theo thì mình sẽ thử test xem là có gọi điện một cách bình thường được không nha. Mình sẽ dùng con BlackBerry này, gọi sang con BlackBerry này xem được không. Gọi nào. À, đây, bây giờ mình sẽ nhắn thử một cái tin cho anh quay phim của mình. Hello coi. Con này bây giờ đang hết pin rồi nha. Nó sẽ yếu pin là nó sẽ không nhận được tin nhắn. Hello này. A few moments later. Đó, Tuấn Ngọc Relap này vẫn nhận được tin nhắn bình thường nha. Bây giờ thử đàm thoại một cách tử tế xem có được không. Mình sẽ thử gọi vào con BlackBerry này, Q20. Nghe này. À, rồi. Như vậy là hiện tại con BlackBerry Q20 này vẫn nghe gọi nhắn tin, kết nối bình thường, không có bất cứ điều gì xảy ra cả. Bây giờ mình sẽ thử coi là mình vào những cái trang của BlackBerry xem là còn sử dụng được không. Chúng ta sẽ thử cài đặt BlackBerry ID này. Ok, như vậy là mình đã mới đăng ký xong một cái BlackBerry ID mới. Và không biết là bây giờ có thể đăng ký được không. Và hiện tại chúng ta vẫn có thể sử dụng BlackBerry ID để sử dụng ứng dụng tin nhắn BBM của chúng ta, BlackBerry Message. Và bây giờ mình thử coi vào trong BlackBerry World xem có thể sử dụng được cái gì không nha. À, rồi. Vừa mới vào một phát nó đã có ngay một cái thông báo là No Network Connection. Có nghĩa là các bạn đã kết nối vào mạng rồi nhưng nó sẽ không còn hỗ trợ nữa. Và cái BlackBerry World của chúng ta cũng coi như là đã đi đứt luôn. Và mình cũng đã có đăng nhập được vào App Store của Amazon. Thế nhưng mà đen ở chỗ là cái tài khoản này mình để cái số điện thoại bên Canada của mình, bây giờ chả ai xác nhận cho mình nên không vào được nữa. Nhưng về cơ bản ấy, nếu như các bạn sử dụng những cái trình duyệt web này, các bạn vào Facebook này một cách bình thường này, thậm chí là các bạn dùng những ứng dụng như là YouTube vân vân để có thể kết nối với internet thì mọi thứ vẫn diễn ra như thường luôn, như chưa hề có cuộc chia ly. Với các bạn nào đang dùng con này thì mình vẫn hoàn toàn có thể kết nối đến mạng, gọi điện, nhắn tin một cách bình thường. Nói chung, để mà nói về cái việc là BlackBerry còn dùng được hay không, hay là nó đã biến thành cục gạch rồi, thì hiện tại với hai sản phẩm mình nghĩ rằng cũng đã đủ cũ để các bạn có thể đánh giá được xem rằng có hoạt động tốt nữa hay không. Thì nó vẫn hoàn toàn kết nối mạng bình thường, gọi điện bình thường, nhắn tin bình thường, chẳng có gì khác biệt cả. Thế nên là anh em nào mà vẫn đang đam mê BlackBerry thì hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng mà không vấn đề gì hết. Mình nghĩ rằng nó cũng sẽ tương tự với những sản phẩm Nokia với hệ điều hành Symbian đời cũ mà thôi. Nokia họ nói rằng họ không hỗ trợ nữa, nhưng mà có trời mới cấm được là cái thiết bị không thể kết nối được đến Wi-Fi hay là không thể kết nối được đến mạng viễn thông. Mạng viễn thông muốn dùng được hay không là do nhà mạng không cắt thì dùng vẫn cứ phà phà thôi. Cái ý của BlackBerry ở đây đó là cái việc khi họ không còn hỗ trợ nữa là nếu như có vấn đề gì xảy ra thì chúng ta sẽ không được khắc phục sửa chữa thôi. Và có nghĩa là một cái sản phẩm điện thoại mà không được khắc phục sửa chữa những vấn đề như thế thì còn gì là điện thoại nữa. Nó đi ngược lại với tôn chỉ của bất cứ nhà sản xuất điện thoại nào. Vậy nên họ đưa ra thông báo như thế để cảnh báo các bạn, nếu các bạn muốn mua một cái điện thoại mới, ý là BlackBerry cũ để dùng nhá, thì chưa chắc nó đã dùng được ngon đâu. Họ không đảm bảo cho bất cứ điều gì có thể xảy ra. Còn nếu các bạn mua dùng bình thường thì ok, chấp nhận thôi. Hàng cũ bây giờ mấy trăm nghìn một con, đâu có đắt đâu các bạn.